Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: mẹ con đã đọc kinh Địa Tạng được khoảng gần một năm, tuy nhiên mẹ con bị tiền đình hay ốm đau lặt vặt nên cũng không thường xuyên tụng kinh Địa Tạng được. Trước đó mẹ con hay tụng kinh A Di Đà, mẹ con nói là thường xuyên hay ngủ mơ thấy mình đi nhiều nơi, gặp nhiều người lạ có, quen có và người thân cũng có. Có khi lại mơ ở với ông bà cụ ngoại đã mất. Con xin được hỏi thầy, mẹ con mơ như thế có sao không ạ? Kính xin thầy trả lời cho con được biết, nếu căn cứ vào kinh Địa Tạng thì những giấc mơ như thế này là những giấc mơ gì? Khá xấu. Vì sao? Vì thường mơ thấy là mình đi với những người thân đã khuất rồi á, thì cái người này cũng không còn thọ được bao lâu nữa. Mà sau khi mất đi á, thì thường thường đọa vào cái đường gì? Đường ma quỷ, đường ma đói. Đó. Cho nên cái trường hợp này, con phải gì? Phật tử con phải nhanh chóng khuyên mẹ niệm Phật thật nhiều, hoặc là khuyên mẹ gì? Biết xả bỏ tài vật của bản thân mình tích cóp giữ gìn được bao nhiêu năm qua đó để cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc để hồi hướng cho mẹ. Phải đích thân mẹ phải bỏ cái đồng tiền của mình ra, ví dụ như là có đôi bông tai chẳng hạn vẫn còn để dành chẳng hạn. Thế bây giờ thì cho các con thì nó cũng chả quý, nó cũng chả, có khi nó cũng chả muốn lấy. Bán đi thì nó có thể được triệu, 2 triệu bạc, thậm chí mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà cái đó thì khuyên làm sao để cho cụ xả bỏ được những cái tài vật đó để làm cái công việc phúc thiện như kinh Địa Tạng nói. Giống như là quang mục, giống như là tiền, các tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đó. Vì hạnh hiếu cho nên thì ngài sẵn sàng bán hết nhà cửa để sửa soạn trai nghi, cúng dường chư tăng và cúng dường Đức Phật, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Thì nay chúng ta chưa làm được cái việc gì như Bồ Tát Địa Tạng ấy, thì chúng ta có thể khuyên mẹ nên xả bỏ tài vật mà mẹ tích cóp giữ gìn được bấy lâu nay, thì không làm được, không làm, khuyên bỏ tất cả thì cũng ít nhất cũng bỏ được 1/3 để làm những cái việc phúc thiện hồi hướng cho mẹ, ấn tống kinh sách, cúng dường tôn tượng, xây chùa, đúc chuông, vân vân, phóng sinh tu phúc. Đấy là những việc đại thiện đều có thể để hồi hướng cho cụ một thời gian sau, thì cụ sẽ làm được như vậy thì một thời gian sau cụ sẽ không mơ thấy cái đó nữa. Nếu có mơ thì chỉ mơ thấy điều tốt đẹp thôi, chứ không mơ thấy được toàn đi với người chết như vậy nữa. Và có thể thọ mạng của cụ lại kéo dài được thêm ra, ở với con cháu 5, 10, thậm chí 12, 15, 20 năm nữa, thì mạnh khỏe thì càng tốt, làm chỗ dựa cho tinh thần cho con cháu thì càng tốt. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di
Đà Phật.